Hà Nội 18 giờ tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay Rox Group được vinh danh và trao giải tại chương trình Nhãn hiệu nổi tiếng, Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam năm 2024. Chương trình năm nay, Rox được vinh danh cùng các thương hiệu lớn như Vietnam Airlines, Vietnam Post, Lotte Max, Winmax, Cotecons. Chính là sự ghi nhận cho mức độ uy tín của thương hiệu Rox trên thị trường Việt Nam, cũng như từng bước đưa tên tuổi Rox Group ra thế giới. Rox Group, trước đây là tập đoàn TNG, được định vị là tập đoàn đầu tư đa ngành, tiên phong sáng tạo giá trị thuận ích cho cuộc sống thông qua hệ sinh thái phát triển đô thị và khu công nghiệp, dịch vụ, tài chính. Doanh nghiệp đã có gần 30 năm xây dựng và phát triển với mục tiêu xuyên suốt là luôn xây dựng và khẳng định thương hiệu. Đây cũng là yếu tố đóng vai trò then chốt trong việc định danh doanh nghiệp trên thị trường, giúp doanh nghiệp tăng năng suất, duy trì và nâng cao mức độ cạnh tranh. Đây là năm thứ 18, nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam năm 2024 được tổ chức và giải thưởng được đánh giá có uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình năm nay đã được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.